Cha đã theo Phật đi về cõi. Ôi cha ơi, mà dù cho sông kia nước chảy lòng phiền chẳng ngã ta. Có thơm nhưng lòng dạ các con chờ khuấy. Cha ơi, mà cụ nào chỉ chứng ai xây để được nguồn núi thai trong cây này ôi cha ơi, nay tình phụ tử ân thâm mà lớn ta nghĩa cha con ôi cha ơi, mà cù nào cuốn dùng sinh thành anh chị em chúng con muôn đời khi ghi lòng tạm xa vẽ tranh họa chỉ còn đêm nay nữa thôi cha ơi, chỉ còn đêm nay nữa mà thôi. Sáng nay mai giờ tiễn biệt Phật đình đón ôi kiểu cuộc cùng hòa nhạc trước chúng con theo cha ơi, mà đoạn rồi ba tâm ma nằm câu để cha nhịp bước xuống nầu tuyệt biệt hôn cùng thầy cha ơi, từ nay trở đi chiều chiều chúng con nghe tiếng Hey!
mà nghe chim hót, các con lại nhớ không trả trước ngà. Anh luôn của chúng con xa cách, đến nay không à, trời ơi anh chị em chúng con thay mặt cho anh em, thay mặt cho anh luôn của chúng con quỳ trước ngà, con đi sáng ngà. Ôi trời mà mong cha thứ tội cha thứ nổi thứ nồng cho anh trai đi cả của chúng con. Ôi cha ơi con dâu cả của cha, cô các cháu ngày hôm nay con trong mẹ con mà bày tỏ tập nằm để thầy cha thầy chồng thì bảo hiểu cho cha. Đồng giá cũng không ba ba. Sau đây gia đình cứ ngồi tại chỗ nhé, để toàn lên điểm trà cho cô nhé. Cứ ngồi đây. Ông trà thank you.
Sau đây gia đình nghỉ xong rồi. Xong rồi cháu về nơi đón tiếp gia đình để xây nước và chia buồn cùng thân quyến gia đình. Xin cùng với tất cả công các bà trong đồng